Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai dịch vụ Wi-Fi miễn phí cho công nhân tại các khu ký túc xá, khu nhà trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại có 1.000 điểm phát Wi-Fi đang được lắp đặt. Đề án lắp đặt wifi miễn phí của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. 6 tháng đầu năm 2017, triển khai các điểm truy cập phục vụ 10.000 công nhân tại quận 7 và quận Thủ Đức. Tiếp đó từ ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019 sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ phục vụ khoảng 100.000 công nhân. Đặc điểm của dự án là chỉ hướng đến đối tượng là công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Các điểm truy cập Wi-Fi sẽ được lắp đặt tới từng khu nhà trọ tập trung đông công nhân, sóng sẽ được trải đều các khu vực phòng trọ. Dự kiến tốc độ đường truyền sẽ có băng thông 32 mbps và đạt mức tối thiểu là 20 mbps.